Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin chào bạn nam bên kia. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Phượng. Em sinh năm 1989. Quê của em là ở Quảng Nam. Em vào Sài Gòn được 10 năm. Em đang là nhân viên kinh doanh ở công ty sợi Đông Tiến Hưng ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Võ Văn Phúc, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng sinh năm 1989. Công việc hiện tại của em là nhân viên của siêu thị Con Cưng ạ. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì em? Em là cũng một người vui vẻ, hòa đồng. Em thì thích đi đá banh, đi bơi hoặc đi phượt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là em sợ nắng, em sợ nắng. Thôi. Cái gì kỳ vậy? Sao thích đi phượt rồi mà sợ nắng? Dạ. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn nữ? Ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng rất là dễ gần. Rồi em còn có một cái nữa là em có thể làm chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm hôn nhân gia đình. Quá dữ. Trời ơi, của tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình mà cổ ế. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua một mối tình ạ. Quen là anh đồng nghiệp ở trong công ty cũ, quen cũng được hơn 2 năm. Nhưng mà xong đó thì phát hiện anh lăng nhăng á, cho nên em chia tay. Nhưng mà lúc đó em không có tìm hiểu nguyên nhân tại sao rồi chia quen 2 năm cái tự nhiên rồi phát hiện vậy cái chia tay luôn vậy đó hả? Tại vì chị đó đẹp hơn em chị. Ủa chứ em cũng đẹp mà. Không, lúc đó em không đẹp chị. Giờ em đỡ rồi đó. Chứ hồi xưa sao? Hồi xưa là em mập nè, cũng đen nữa. Bây giờ cũng đen nhưng mà không mập hồi xưa. Sau khi mà chia tay rồi á, mình mới biết là làm mới mình, làm để cho mình tăng trang mình lại. À, bây giờ là quyết chí thay đổi đó phải không? Đúng rồi. Bạn trai mấy mối tình? Dạ, em thì trải qua 3 mối tình giống như gọi là chính thức chị. Mà sao cuối cùng ở một mình luôn? Tại lúc trước em học là năm cấp 3, lớp 10 là em đã có quen bạn đó học chung. Quen cũng 7-8 năm rồi. Trời ơi, sao mà chia tay vậy? Dài quá mà chia tay. Tại môi trường làm việc á. Em thì làm việc khác nhau quá, gã lại giống Trang ít quan tâm đó. Em không quan tâm hay cô ấy không quan tâm em? Cả hai anh. Đúng rồi, không quan tâm nhau là không còn yêu nữa rồi. Muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ thì mẫu người bạn trai thì cũng vui vẻ hòa đồng giống như em. Về ngoại hình thì ưa nhìn chút. Rồi da thì ngăm ngăm đen cho giống em. Rồi. Rồi cũng mấp mấp một chút ạ. Anh kia anh sợ nắng, chắc anh trắng lắm á. Dạ em cũng sợ cái đó. Rồi bạn trai, cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ em thì cũng mong muốn tìm một người giống cũng dễ thương, cá tính, giống biết quan tâm lo lắng cho gia đình vậy. Mẫu người như thế nào? Em thấy thì cái mẫu mặt tròn tròn đó chị. Mặt tròn tròn đó. Dạ, mặt tròn tròn. Tính qua con kia tròn cỡ nào. Ô trời, gái dễ thương ha. Bây giờ em tưởng tượng anh bên này như thế nào? Em nghĩ ảnh sợ nắng thì chắc là ảnh da trắng. Có đôi khi những người không ra nắng mà nó cũng không được trắng. Nếu anh đen như em thì được ạ. Nói cho em cũng không nổi đen đâu. Em sợ cái tật xấu người đàn ông như thế nào nhất? Em sợ bạn trai là ăn mặc hơi lè lẹt một chút. Tiêu chuẩn của em là đặc biệt là bạn đó là phải thực 100% là đàn ông thì mới được. Tại vì bạn bè của em trong số những bạn bè của em là những bạn nam, giới tính nam nhưng mà không có phải là nam. Không có phải là nam. Giới tính nam mà không phải là nam. Giới tính hài hòa. Bây giờ thì anh sẽ coi kỹ lại coi nha. Giới tính sao nha, men không? Lúc trước lúc mà mới chia tay á, em cũng có thằng bạn thân, nó cũng đi theo em hoài à. Giết cái hai thằng. Làm sao? Buồn buồn á anh, cái cũng vũ về nhà nó chơi. Xong nó cũng vũ em về nhà chơi. Giờ hai thằng vũ làm gì? Ở nhà bà ngoại em tưởng em cũng quen trai luôn á. Bởi vì hối kia quen ai rồi cưới đại. Nhà cũng mong có cháu. Nãy giờ em đoán thử, em nghe tiếng nãy giờ chia sẻ, em hình dung bạn nữ bên này là người như thế nào? Thì nãy giờ em nghe cũng thấy bạn bệnh cũng cá tính. Cá tính. Cũng vui vẻ, cũng hoạt bát. Đang mặc quần áo gì, tóc tai ra sao, trang điểm thế nào? Dạ, chắc em thấy nghĩ chắc cũng biết cách ăn mặc quá. Cũng tươi. Cũng tươi. Xinh. Xinh. Dạ. Rồi cố gắng quyết liệt lên nha. Dạ. Bạn gái xinh đó nha. Em được là em giữ liền chứ. Rồi được em giữ liền.
Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với em gái, với bạn thân, với lại mấy anh chị trong đồng nghiệp trong công ty. Rồi chị gặp đại diện bên nhà gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh và chào tất cả các chị khán giả. Dạ, em tên là Thảo, là em của chị Phượng. Em thì em thấy anh thì cũng vui vui tính, anh thấy em được. Còn chị thì tùy quyền quyết định của chị em thôi. Thấy anh là được đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Còn em trai đi với ai? Dạ em đi với chú của em. Rồi chào chú. Dạ chào chú. À, xin chào chị Cát Tường xinh dạ. đẹp. Chào anh Quyền Linh năng động. Xin chào quý khán giả trường quay. Chào các bạn trên đây. Phúc ơi, thấy các bạn gái ở đây thì xin đó với phần cũng hợp theo tính cách đó. Gia đình cũng mong sao cho có vợ đi, cho dạ. không có còn đi chơi nhiều nữa. Lập gia đình càng sớm càng tốt. Nay cũng đã 29-30 tuổi rồi. Phúc ơi, cố lên thì bấm nút đi Phúc. Dạ, cố lên bấm nút đi Phúc ơi. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ kéo hàng rào này ra để hai bạn trò chuyện với nhau nha. Đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Quà kỳ. Dạ. Ý nghĩa. Theo anh thì cái món quà này rất là đặc biệt. Sau này nếu mà mình có cơ hội đến với nhau thì mình có thể có hai đứa con ở đây, màu hồng cho gái. Bé gái. Đây con trai. Màu xanh cho bé trai. Em cảm ơn nhiều ạ. Còn chưa có thì hai đứa cầm bình uống luôn đi. Em tặng anh. Trời ơi, hay gì ta. Anh thấy em có giống như những gì anh tưởng tượng không? Thì em này cũng mặt tròn tròn, nhìn cũng ăn mặc cũng xinh, nhìn cũng phù hợp với người của giống anh đang tìm kiếm. Em không có biết nấu ăn. Mặc dù trước đây thì em từng là lập kỷ lục là một mình có nấu một bữa ăn 4 món với một cái nồi cơm điện. Nhưng mà sau này thì em không có làm nữa. Nấu anh thì nấu ăn cũng được đó. Có gì về anh làm cho em ăn thử. Anh có hay hát không? Anh cũng hay hát. Hát ru vơ. Anh có thể hát tặng em bài được không? Để anh hát tặng em bài. Em là ai xưa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ mãi ngập ngùng khi đôi tim dục tình yêu đương. Đừng ngại chi vì bấy lâu tình này đã trao về em. Rồi bạn nữ mình hát đáp là bạn nam một bài. Dạ hát vậy em cũng hát một đoạn ạ. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều mà không biết anh sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Rồi bây giờ cái điều quan trọng là em kiểm tra bạn nam làm sao đó có đúng men 100% không là mình mới quyết định được. Nếu mà nhìn ở ngoài thì em không đoán được chị ơi. Thì em muốn nhìn bên trong, em muốn kêu anh tới em kiểm tra gì đó em làm đi. Bạn trai đứng lên tiến tới bạn gái thì nắm tay bạn gái cái coi có truyền điện qua. Nhanh lên. Dạ. Cho anh được phép nắm tay em. Cảm nhận nhau đi hai bạn. 30 giây nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói gì đi em. Em thấy anh có mạnh mẽ, mạnh mẽ. Anh gọng rồi cho em coi. Hả? Anh gồng lên cho em coi. Không, anh gồng không, anh về anh tập tạ là đổ lên liền gì. Không, anh đừng tập tạ. Em thấy mấy bạn nam tập gym tập tạ thì thường hay bị em hy vọng là sau cái chương trình này là hai mình có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn. Hy vọng là sẽ có cái kết thúc đẹp. Trời ơi, bạn gái nói bạn trai cũng không nói được câu nào luôn. Bối rối quá. Bây giờ trong tim mình thấy thế nào rồi? Nó hơi mệt sao rồi. Hơi mệt hả? Mệt. Có xỉu không? Hôm nay thì cũng đến đây rồi. Giống anh cũng muốn cho anh một cơ hội. Hôm nay thì gặp được em, anh thấy em cũng là giống là người của anh tìm kiếm. Thì anh cũng mong muốn sau chương trình này mình có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cũng đi xa hơn. Rồi, chốt hạ đi. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu.
yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn ở giây phút thiêng liêng này nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hợp lý rồi đó. Nào nắm tay đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Thể hiện sự mạnh mẽ của mình bằng một nụ hôn thật là nồng nhiệt lên má của bạn gái.